Ông Nhí ơi, ông Nhí à, có ở nhà hay là không? Trời đất cơ, mới sáng sớm đang làm cái gì đó cha nội. Chăn nuôi kiếm tiền tự là mình có tiền nè. Nè. Chứ đừng có mà bày đặt mà làm này kia rồi dính líu, thứ nhất là dính líu tới công an nguy hiểm lắm, mấy cái đó là nguy hiểm. Mình sống phải là tuân thủ theo nhà nước pháp luật, làm ăn chân chính lương thiện, thấy tao không đó. Phải noi gương vậy nè nó mới được. Ủa cái vụ gì vậy cha nội? Đang ship cá cho khách nè. Mà ông nói cái gì vậy? Chỉ cho nó, hướng dẫn cho nó cái đường đi, cái lối đi, À. để cho nó hợp lệ, để sau này nó thành công, nó nên người, Rồi. nó giàu có, nó có tiền, nó xài. Làm ăn lương thiện là mày làm thoải mái luôn mà không sợ gì hết. Là ông đang chỉ ông Tư cái đường đi nước bước. Đúng rồi. Mấy cái đó ai không biết. Đúng rồi, cái đó ai không biết. Đúng chưa? Làm cái gì thì làm, nhưng mà đừng có sai pháp luật là được, đúng không? Đúng rồi. Mấy cái này á là người ta học hồi năm lớp 1, lớp 2 rồi, mà bây giờ ổng già rồi mà ông dạy gì, đúng không? Mấy cái đó tôi biết mà dạy cái gì không dạy. Ông chỉ cho ổng là ông chỉ cho ổng cái cách nào để mà kiếm tiền, chứ không ai mượn chỉ cho ổng mấy cái đó hết á. Thì cái cách kiếm tiền nó giống tao nè, à là mình chăn nuôi. Rồi. Ví dụ như tao nuôi cá thì nó nuôi gà, À. nuôi vịt, nuôi chim, nói chung là nhiều con để mày nuôi để mày bán Rồi biết rồi ông ơi. đó là kinh doanh đó. Ui mấy cái đó ai không biết. Ông lo cái thân ông kìa. Tao là mày khỏi lo mày. Rồi đang làm gì đó? À, cái này tao đóng cặp cá Zalo cho cái ông bên Lò Lu nè. Cặp cá này là khoảng bao nhiêu tiền ta? Thì nó cũng vài trăm á. À, vài trăm ha. Này con trống hay con mái? Con này là con trống. Sao phân biệt được? Thì đây nè, con mái nó cái bụng nó sệ sệ xuống thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Này con mái nè. Còn cái con trong bịch là con trống nè. Đúng rồi. Chu cha hai con này giống anh em quá vậy. Cái màu nó giống nhau nha. Thì nó là cái dòng con Zalo mà. Là sao? Là nó vàng đen xanh. Vàng đen xanh. Chu cha. Giống mới đó. Cái cặp cá này nếu mà ép ra thì con cá con nó màu gì? Cái này nếu mà ép ra thì đời con nó là Zalo coi, nó giống cha mẹ nó nè. Là nó y chang vậy hả? Đúng rồi. Thí dụ như bây giờ tôi mua cặp cá mà tôi muốn ép ra nó tùm lum màu á, chọn cá như thế nào? Mày muốn ép nó cho nó tùm lum màu là mày phải chọn con máy khác màu. Con trống khác. Con máy khác màu. Đúng rồi, thí dụ như mày muốn ép cho nó ra cái màu khác phải không? Ừ. Là mày chọn con trống màu này. Nhưng mà con máy nó màu đỏ. Đó nó chéo chéo vậy đó, nó trộn vậy đó. Là ép chéo. Rồi. Như cặp này là ông Nhí ông để lại cho anh em chơi á, là vài xị, là cá này về là ép luôn đúng không? Chính xác. Đó, quá đã ha. Còn ông Tư hồi nãy giờ là ngồi chờ đi ship cá đó hả? Đúng rồi, chờ đi ship giùm ổng nè. Đâu có. Tao đâu có đưa mày đi. Sao vậy? Tao đi luôn có được chứ đâu có đưa mày đi. Đưa nó đi đâu có tin tưởng được mày. Tại sao? Mày phải tùy theo cái thời điểm. Bây giờ nó đang thất nghiệp, cái tánh nó hay lê la chỗ này chỗ kia, nó phức tạp quá. Tao lại giao chắc cú. Trời đất ơi, ông Tư ổng đang thất nghiệp thì tạo điều kiện công việc cho ổng làm. Ổng đã ở dưới đáy xã hội rồi, ông đè cho ổng dính dưới sình luôn là sao? Chứ đâu có tin được. Lỡ nó đem nó bán rồi sao? Đừng bao giờ đánh giá ai đó qua cái vẻ bề ngoài. Đó, thấy người ta khổ nè, khinh thường. Chứ Mày thì bị gì vậy? Tao sao? đâu có khinh thường. Tức là cái đó là cái quyền của tao thôi. À. Tao tin tưởng ai tao giao cho người đó. Rồi, ý tôi nói ở đây á là ông đi chơi á đừng bao giờ đánh giá ai đó bằng cái vẻ bề ngoài. Biết đâu người ta vậy mà phía trong người ta tốt bụng. Á, biết đâu ông sang trọng mà phía trong của ông là cái gì ai mà biết. Không á, rảnh á. Rồi thôi đi đi. Trưa nắng mà đi ship cá không để chiều chiều rồi đi. Đâu có, mày phải ship liền mới lấy tiền chứ. Ừ. Nè.
hàng quá rồi mình không đóng liền cho ta. Rồi ông đừng có mặc đồ nổi quá, nhìn giống y như cá beta. Mày thằng này mày không biết gì hết, mày mặc đồ nổi á mày đi ra đường nó an toàn. Ừ, hiểu không, xe cộ mà chạy đừng thấy mày. Ừ, còn mà mặc đồ cho đen thui lùi người ta đâu thấy mày. Nhưng mà cái áo của ông hồi sáng giờ làm việc nó hôi quá, đi gặp khách hàng sao được, đi thay áo đi. Không có hôi, cỡ ba lô ra đi thay áo khác đi. Đúng hôi rồi. Không đúng rồi, hôi quá nãy giờ chịu không nổi nè, nghe hôi rình luôn á, thấy không. Ừ, quá cô lý, cô lý thay cái áo rồi. Hay à, mà cái áo hôi rình nè. Bỏ vô, bỏ vô. Lẹ lên, sâu xuống, sâu sâu xuống. Ông làm gì vậy? Ông cứ để im đó, tôi lo. Hôm nay mình sẽ cho ông nhí một bài học. Trời đất cơ, tôi mệt ông quá ông nhí ơi. Tôi nói ông nghe nè, ông đi vô ông tắm cái đi, rồi ông đi giao cá cho nó khỏe. Đâu có tắm chi, tao ít tắm đó mày ơi. Trời đất cơ. Nhưng mà tao có cách giải quyết hết. Trời đất cơ. Ừ. Cách nào? Đó là chai xịt phòng mà. Trời đất cơ ông nhí. Cái chai đó là chai xịt phòng, không phải cái chai dầu thơm. Sao hai mày cụ bắp thiệt á. Xịt phòng là gì? Nó có mùi gì? Mùi thơm. Còn dầu thơm? Mùi thơm. Thì nó chung tác dụng. À, thằng bấy không biết gì. Mà cái giá thành nó rẻ hơn. Ừ. Quá thông minh. Hay quá. Rồi tôi hiểu rồi. Thôi bây giờ lên đường đi xích cá cho ta nè. Thôi đi đi, để trễ giờ á. Đi đường nào vậy? Đi đường Lò Lu đó. À, làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy, đi vô nhà uống miếng nước rồi đi. Rồi có nước rồi mình giao hàng xong rồi mình uống sao. Trời đất cơ. Thằng ơi, mình đón mình phải qua liền chứ. Thôi đi về ông Tư. Đi về. Đi đường nào vậy trời? Bám đuôi theo ổng. Rồi ok, tất cả anh em sẵn sàng nha. Mình nói hành động một cái là anh em nhảy vô làm nha. Rồi rồi ok. Đại bàn nghe rõ, chim sẻ đang theo đuổi phía sau. Đại bàn nghe rõ, đại bàn nghe rõ. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, vụ gì vậy? Dính rồi, dính rồi. Vụ gì vậy? Ghê quá. Làm gì không biết. Bị kiểm tra giấy tờ đó. Cái ông này bình thường ổng hiền lắm mà ta, sao bây giờ kỳ vậy? Tắt máy đi ông nội. Đó, chết chưa?
Ông Nhí ơi, có sao không? Ghê quá. Dừng xe xuống đi. Em biết tên anh. Đi đâu đây? Em đi giao đồ. Giao gì vậy? Giao đồ hả? Ông đi giao đồ gì? Giao hàng á. À, ông nội ơi. Khách đo đợi. Giao hàng gì? Tên em này đó. Cứ cho người ta kiểm tra bình thường thôi, đâu có gì đâu sợ. Ừ, thì tao có gì đâu. Giờ tôi kiểm tra hành chính không nha. Rồi. Tháo ba lô tôi kiểm tra. Chết mồ rồi, có bỏ gì chổng không? Thì ba cái đồ vật của tao thôi, cá nhân thôi. Hay da, còn cái này cái gì, cá hả ông Nhí? Ừ, giao cá. Giao cá hả? Ừ, cái này cá. À, anh kiểm tra rồi. Ờ, quay mình tôi cái. Đang quay nè, đang quay luôn. Ờ, ừ, ừ. Quay vô phải không? Đúng rồi. Rồi. Gì ghê quá vậy? Cái ông này tôi biết, đâu có làm gì đâu. Dạ dạ. Thôi có gì không? Ba cái đồ dùng cá nhân của tôi thôi, đâu có gì đâu. Kiểm tra kỹ đi. Rồi, không có giữ tiền nha. Ông đừng có sợ, đâu có gì đâu sợ. Bình thường thôi, có gì đâu sợ. Người ta kiểm tra hành chính thôi. Hay à. Đem luôn rồi, đang chia đây, ông đi giao hàng đem luôn rồi, đang chia đây. Cái này là để em chỉnh xe rồi đó, găng ti cho nó nhẹ đó, chứ em đâu có làm gì vậy bà đâu anh. Rồi, còn cái này cái gì đây? Cái gì vậy? Cái này tôi đâu biết. Trong vỏ không mà không biết. Ông Nhí ơi, ông bỏ cái gì trong này? Bây giờ tôi mở rồi tôi coi nha. Không phải của tôi đâu. Nó nằm trong vỏ của ông. Không phải của ông, không lẽ của ông Tư? Đúng thôi đâu có nhớ. Chắc là ông không nhớ thôi. Ừ, quên á. Chạy để anh kiểm tra đi, mình có đâu có gì đâu mà. Rồi xong ông Nhí rồi. Ý. Gói kỹ như là cái gì này, cái gì gói kỹ như là. Này chắc là cái miếng giấy hay gì thôi anh. Quay kỹ vô, quay kỹ vô. Đi giao hàng mà hàng gì? Thì đi giao hàng quá cá mắm đồ nè. Rồi đồ là đồ gì? Đồ thì đồ vật đó. Đồ vật hả? Gói kỹ dữ vậy. Gì mà gói kỹ dữ vậy? Ông Nhí ơi, có cái gì là tôi không có cứu ông được đâu nha. Mày tao đâu có gì mày, mày sao mày. Ý. Ông giỡn với tôi hả? Chắc là ba cái giấy tờ của ổng thôi. Toàn giấy trắng không à. Cứ mở sâu sâu trong coi. Cái gì đây? Hiểu gì rồi, đây? Hiểu rồi. Ông ngồi xuống nói cho tôi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ê, nhưng mà đâu phải của tôi. Không phải của em anh. Mày của ông chứ nằm trong vỏ không, không phải của ông. Nhưng mà nó không phải của em. Đây nè. Rồi xong rồi, xong rồi. Quay quay kỹ giùm ông Nhí ơi. Ông làm cái gì vậy ông Nhí? Cái này đâu phải của tao hay thằng này. Không phải của ông hả? Ông nhìn kìa. Mày nói người ta, mày nói người ta, người ta coi. Nói cái gì? Nói là không phải của tao. Đừng, không biết. Mấy anh quen mày không à? Đâu có quen đâu, mới gặp à. Nói chung là quen xã giao à. Ừ. Có quen thân lắm á, quen thân. Không có thân. Mày sao mày? Rồi ông này ở đâu đây? Ổng hình như là chủ chạy cá Beta ở bên quận 9 á. Chết ổng rồi. Bây giờ ông dắt tôi về nhà. Để tôi coi. Kiểm tra. Nhưng mà cái này đâu phải của tôi đâu có biết nó là cái gì đâu. Hai thằng quỷ này, hai thằng bay bỏ vô phải không? Ông đừng có kéo tôi vô cái vụ này nha. Cái này là cái chuyện làm ăn của ông nha. Hai anh em tôi không có biết nha. Hồi nãy ông còn dạy tôi nữa mà bỏ vô cái gì. Đó. Hai thằng mày cái này thật tình á. Thật tình là không phải của em. Không phải của em anh. Dạ. Tôi lấy từ trong đây ra. Hả? Đúng không? Hả? Nó quay lại rồi. Cô quay hết trơn rồi. Quay hết trơn rồi. Camera quay hết trơn rồi.
quay từ đầu luôn mà. Cái này là đi thôi chứ cháu gì nữa. Từ hay lúc là... chạy xe lại là quay thấy hết trơn. Đây là đi hơi lâu á. Đi đâu anh? Đi vô cổng hơi lâu á. Ui, đâu phải của em đâu mà đi. Đi cái gì mà đi. Anh giữ lại ông này tôi đấy. Anh giữ lại giùm đấy. Ngồi xuống đi. Ngồi im, im, rồi, im, ngồi im đó đi. Rồi, rồi được rồi, để tôi giữ cho. Ủa? Giờ tôi gói là tôi để lại chỗ cũ nha. Chở tôi chở ông về chạy cái giùm tôi cái. Rồi rồi. Anh ơi anh phải nghe em giải thích chứ anh đâu có làm gì được. Em đâu cái đó em đâu có biết đâu mà nó của em. Rõ ràng đây ông giải thích gì nữa. Thì nó nhưng mà nó nằm ở trong cái vỏ của em nhưng mà nó không phải của em. Nó không của ông không lẽ của tôi. Mà tao quá ngồi im đi. Nhưng mà cãi là nặng thêm tội đó. Nói chung bây giờ á nãy ông hồi đó giờ nhưng mà thấy cái chuyện này là thấy ông làm ăn vậy không được rồi. Đó. Giờ hai ông là người dân đúng không? Đúng rồi. Giờ hỗ trợ tôi là bắt ông này về nha. Về cái chạy cá ổng kiểm tra coi. Rồi, giờ làm sao? Giờ là anh chạy xe ổng đi, tôi chở ổng về. Rồi. Không có coi lại coi chứ em không biết phải coi gì đó. Cứ làm đúng đi. Làm đúng là không có sợ gì hết. Ông Nhí cứ bình tĩnh. Mình đúng là không có sợ gì hết. Nhưng mà tao mày mày nói chuyện tao tao bị quan đó. Không có nhân nhị gì hết. Chở ông về chồng. Biết đường không? Chạy theo chỉ đường cho người ta. Trời đất ơi. Đi. Dẫn vô đây chi vậy? Cho ông ngồi đó đi. Sao giờ ông nói còn giấu đâu nữa không? Giấu cái gì mà giấu, tao có biết gì đâu mà. Giữ lại ông Tư, để ông chạy á. Ngồi giờ im giùm nhé. Tôi xét nha, tôi kiểm tra cái khu vực này nha. Thì đó ông xét đi. Coi dùm coi. Cứ để cho người ta kiểm tra đi. Đi vòng vòng kiểm tra thoải mái đi anh. Nói chung là mình ngay, mình đúng là mình không sợ. Tao đâu có sợ gì mày. Nhưng mà hồi nãy trong ba lô ông có cái bịch đó. Nhiều đó không đi mệt rồi đó. Nhiều đó không á là mười mấy cuốn á. Bây giờ mà ông kiếm trong chạy cá ông có nữa là ông mệt. Trong đây có không? Trong đây có không? Chạy đó nhằn mũi của tao đó. Mở ra. Cắt dây ông Tư. Kiểm tra từng chi tiết đi anh. Cho ông tự mở đi. Nè nhân mũi thằng này mày thấy không? Nó đâu có gì đâu. Đó. Đó. Cái này nó gì đây? Từ từ. Trời đất ơi, nguyên một bịch luôn ông nội ơi. Cái này của ai? Cái này của tao nha, mũi của tao. Còn cái bịch này? Nhưng cái này là không phải của tao. Không phải của ông mà nằm trong cái hộp nhang mũi của ông. Nằm chung đây rồi không phải của ông gì nữa. Kiếm thêm. Đây còn nữa không? Khai thiệt đi. Khai thiệt đi, bây giờ cho ông khai đó. Ông hưởng cái sự hoan hồng của pháp luật. Bây giờ cho ông khai. Còn để tụi tôi đi kiếm thấy á là ông mệt mỏi á. Lục ở đây coi. Đây. Hả? Ông Nhĩ ơi. Gì? Ê, rách giấy tao. Con. Cái này cái gì đây? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Ông giấu tùm lum trong chài không hết. Đâu phải của tôi. Không phải của tôi thiệt. Sao nhiều vậy? Quá trời luôn rồi. Ngồi cái này. Tôi không biết cái vụ này. Ngồi xuống. Đó, chụp hình lại. Rồi, chụp hình lại cái đi. Đổ xuống. Cái gì vậy? Ghê quá. Còn cái bịch nãy ông giữ phải không? Đúng rồi. Rồi, chụp hình lại ông Tư. Hay à. Thua rồi. Cứ nghĩ là ông làm ăn đàng hoàng.
đâu có ngờ đâu. Mấy đứa có đứa nào lấy bịch bột gạo má không? Bịch bột gạo hả má? Sáng mới đây bịch gạo tôi mới đây mua sáng giờ đâu mất tiêu à? Con không biết bịch bột gạo nào, con đâu biết đâu. Để tao mua bịch khác coi. Chắc là ông ba ông lấy ông chiên đồ đó. Dịnh ông lại, để ông chạy á. Ông ngồi đi, ông đợi. Ông ngồi đó, ông đợi. Mày sạc á, dính gì? Bắt ông lại chứ. Sáng cái gì, đứng đó, mày vô coi, đi vô đó đứng. Đã dặn đừng có cười mà. Ông cười không biết. Ê, ê, ê. Ông đi phi tang đúng không? Ông đi phi tang phải không? Nuốt phải không? Tính nuốt phải không? Phi cái đầu mẹ, nuốt cái đầu mẹ. Đi ra đây. Đi vô kia mẹ. Rút mẹ. Vô kia. Một gạo. Hai thằng bay. Gạo đúng rồi. Ủa, vậy này là bột gạo hả? Hai thằng đầu lâu này. Hay à. Hai thằng bay nữa phải không? Mày bày ra để mày chơi tao đúng không? Cái này chủ yếu là cho ông một bài học thôi. Đó, đừng bao giờ đánh giá ai đó bằng cái vẻ bề ngoài. Hai thằng bay, đi qua đây. Trong đây còn nè. Trời đất ơi. Cái bịch bột gạo của má mà mày phá. Mày ha. Được rồi. Đâu còn gì nữa. Cởi ra đi, tao thấy mày nóng lắm rồi đó. Trời đất cơ, cởi ra đâu có giống đâu. Phải mặc vô, đeo túi chéo này kia. Hay à. Tôi gì trước nghĩ rồi. Mày vô đây luôn, vô đây luôn. Đi đâu mà đi. Mày ra mày hai mày nữa đó. Làm trễ nãy công việc tao đó, cá mắm chưa giao tao kìa. Chủ yếu là cho ông một bài học thôi. Đừng bao giờ đánh giá ai đó bằng cái vẻ bề ngoài. Mày rảnh quá tự nhiên cái đánh giá bề ngoài. Tao thấy mày lãng rồi đó. Giao cá đi, thằng này nó mua cá nè. Mệt ông quá. Tao nghĩ mà. Cái người mà đặt cá đây nè. Mà anh em mình làm một cái clip nho nhỏ cho ông một cái bài học. Mày có bữa là cạo gió mày bây giờ. Rồi giao cá cho người ta đi. Đây nè, cá qua xe nè Hiếu. Trời đất cơ. Còn cái này là bột mì thôi, hiểu lầm thôi. Chứ đâu có cái gì đâu. Em vô trả cho má. Trả cho má đi, trả gì nữa, còn có miếng sao đủ. Đi mua cho bà bịch khác.